không đi lòm chứ lòm nổi gì nó đi ừ, uh, đứa đứa hạt bác sĩ đứa đi lòm bác sĩ à. Ừ, đứa tiên sư mà nói uh, giờ cô chú uh, nhiều vậy mà năm này cũng lớn tuổi rồi bán bớt cái gì thì bây giờ cô bán bớt đó cho cô thì cô cô anh kia biết không chứ cô đâu có mà trên trời dưới đất họ cô uh, cô con nói chung là mình thiện chí bán đó ừ. thì đó thiện chí cô rồi uh, bán đó. nếu mà khách thì mà cho nam chọn. nếu mà khách hứa mà nếu mà thiện chí về thì cứ gặp cô chú thương lượng thôi uh. Đó thì à, cô bắt cho 50 một giấy tờ. À, giá ok thì mình đó. đưa đi thôi. Ê giấy không? Dạ. Yeah. Thôi ông bà phải tư đây nè. Vừa rồi ông đau cái ông bác tôi tư tôi mở đè phè lẹt khẹt cái nhiều cái ít mãi nó rụng thật đó, tra nhiều cái nó nó quá bông bông quá trời mà nó rụng. Đó ống ông không ông ống ông, ông đường tô đi ngó coi như tô mở đầu kia tô không kịp tô chạy nhưng mà sầu riêng này nó chăm cũng dữ lắm hả con dạ. bón phân bón thuốc tự vì mình không bắt đầu cô cũng lúc đầu cũng chưa có kinh nghiệm anh chăm cũng cũng thường thôi chứ không có gì hết thì... dạ. Ừ. tự hầu cô bác có bác ngàn cô không biết cái rễ sầu riêng ở đằng ngoài đây là cái rễ non bé okay, nó mềm nó 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 bé nó mạnh quá nó phá nó ra ngoài đài thời gian đói không có nước ngoài đài cái đó yeah. nó phục lên cho là nó cũng rộng mà đó riêng, giờ bé đưa riêng, rồi là nó vừa vặn chân cái bồng mà riêng sầu riêng mà trồng cái đất uh, sỏi cơm này thì trồng rồi okay. tốt sầu riêng đều. đây là là, là 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 loại gì cô à, thứ đó, thái đó, có đó. rì sấu à, có hả à? có à, mắt mà. kinh không Đấy. mắt có, kinh, kinh thứ có không nó thứ thằng còn đây là gì? rồi vài bữa, bữa nếu mà mình bán là mình cấm ranh cấm giới cho 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 cho, 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 cho khách chứ sao kêu họ vô kêu họ vô họ đo đọt đi ranh cho tôi tôi tôi. đòn quan lắm mà yeah. tài uh, xin chào tất cả anh chị và cô chú thì uh, nãy giờ thì uh, anh chị cũng uh, lắng nghe những cái lời uh, tâm sự của cô chủ đất ha thì uh, hiện tại tài đang có mặt tại xã lắng lớn huyện châu đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì ngày hôm nay tài muốn gửi đến cho anh chị và cô chú một cái thửa đất vườn trồng nguyên một vườn cây ăn trái và mít thái anh chị ha. Diện tích là 3.962 m2. Và ưu điểm của thửa đất vườn ngày hôm nay thì đất của mình là phủ hồng và rất là gần với tuyến đường Mỹ Xuân ngã giao Hòa Bình ha. Di chuyển tầm khoảng là một cây cho đến hai cây số thì mình sẽ ra tới tuyến đường Mỹ Xuân ở Giao Hòa Bình rồi. Cũng như là mình di chuyển thẳng theo cái trục đường này thì anh chị sẽ ra trường học, trường mầm non, trường à, tiểu học rồi trường trung học cơ sở ha. Còn di chuyển hướng ngược lại này thì anh chị sẽ ra tới đường à, Bầu Chinh lớn Lớn cũng như là sẽ đi về đường Kim Long lớn Lớn cũng như di chuyển theo hướng này thì anh chị cũng sẽ về tới hồ Kim Long ha. Đó, đất của mình thì à, mặt tiền à, của cái con đường nhựa này là tầm à, 50 m tính từ đây. Đó, di chuyển thẳng qua bên kia. Đó 50 mét anh chị ha và cái cành của mình á mỗi cành á thì là 80 và cành bên kia là được 83 m ha. Ở sau thì mình top hầu một tí xíu là 45 m. Và hướng đất của mình thì thuộc hướng Tây Bắc anh chị ha. Trên đất thì hiện tại trong một vườn cây ăn trái đó là sầu riêng. Sầu riêng thì đủ loại anh chị. Và cây tổng cái cây sầu riêng ở cái thửa đất của mình á là khoảng trên 150 cây ha và cũng như là sen kẽ là những cái cây uh, mít thì uh, giờ tài uh, quay cái mặt tiền để cho anh chị và cô chú uh, xem trước ha sau đó tài sẽ đi vào trong để quay ha à, tới đây là 50 mét nè anh chị đó. À, xung quanh thì đã được uh, rào lưới B 40 và ở trên thì cũng đã uh, dăng những cái, cái cây kẽm anh chị ha ở đây thì à, uh, rất là nhiều những cái nhà vườn à, đặc biệt thì khu vực lắng lớn thì à, đa số thì trồng sầu riêng rất là nhiều tại vì cái thổ nhưỡng loại đất á, là màu sỏi cơm anh chị một trong những cái loại đất rất là thích hợp để mình trồng cây ăn trái đặc biệt là cây sầu riêng anh chị ha à, bây giờ tài sẽ di chuyển cái uh, di chuyển vào uh, phía trong đất để review chi tiết về cái thửa đất vườn của mình thì đầu video tài cũng công khai cái giá để cho anh chị và cô chú cũng cũng nắm bắt luôn ha hiện tại thì cô chú này cũng đã lớn tuổi cũng muốn bán bớt đi một phần của cái đất của mình Đó, đất của cô chú thì một thửa rất là lớn anh chị nên muốn bán bớt phía bên này để cũng như là có một chút tiền để dưỡng già và cũng như là hiện tại thì không không đủ sức khỏe để làm nên chị ha và cái giá của cô chú muốn muốn bán là một tỷ 150 triệu trên một sào đất là trên một 000 mét vuông anh chị ha và tính tổng ra cái thửa đất vườn của mình thì giá trị tổng là 4 tỷ 2 anh chị cái giá này thì hồi nãy tài cũng có tâm sự với cô thì cô cũng nói nếu mà thiện chí thì cô chỉ bớt một chút lọc lá thôi anh chị ha. Đó, ở đây thì có một hàng mít. Đó. trái nào trên nấy thì rất là to. nói chung cô trồng á một hàng sầu riêng nó xen kẽ những cái khoảng trống á thì cô trồng mít để mình tăng thêm cái thu nhập anh chị ha. mít thì cho trái cũng rất là đạt năng suất ha. và sầu riêng á thì cô chú cũng gắn cái hệ thống tưới bét ở dưới mỗi gọc và cũng như ở phía trên ấy, thì cô chú cũng gắn cái hệ thống phun thuốc anh chị ha. Đó, đất của mình thì bằng phẳng. Đó, nói chung là ở phía trước này bằng phẳng ha. Còn ở phía sau thì nó hơi bị triền lại một tí xíu. Tí nữa Tài sẽ di chuyển vào sau để quay cho anh chị cùng xem. Sầu riêng thì mùa này thì cũng đang đơm bông cái trái anh chị ha. Còn mít thì đã cho trái rồi, chuẩn bị thu hoạch rồi anh chị. từ cái vị trí đất vườn ngày hôm nay mà nếu như anh chị à, sở hữu về mà mình à, đi ra những cái trung tâm mua sắm những cái trung tâm tiện ích thì bán kính tầm là một cây số thôi ở đây thì cũng có những cái tiệm tập hóa lớn nhỏ để phục vụ cho cái nhu cầu đời sống của bà con ở đây anh chị ha còn à, mình di chuyển về tới chợ lăng lớn ủy ban xã lăng lớn thì tầm khoảng là hai cây số còn mình di chuyển về tới trung tâm của thị trấn ngã giao thì mình mất khoảng là tầm à, 6 cây ha Đó. nói chung uh, khu vườn của mình thì uh, cô trồng cây cách cây thì uh, tầm khoảng là 5 mét anh chị cái cây sầu riêng này nếu mà sau này nó phát triển nó lớn lên thì những cái tán cây cũng không chen chúc vào nhau ha Đó. sầu riêng này thì cũng nói chung là mới lớn nói chung cái mùa này thì cô ăn mùa đầu Đó. mình di chuyển vào tới đây thì nó sẽ dắt lại xuống anh chị ha nó bị triền xuống Đó. ở dưới này thì những cái cây sầu riêng rất là tươi tốt luôn ranh giới của mình á thì à, cô cũng à, đã nói ở đầu video rồi anh chị thì à, nếu mà mình sở hữu về thì à, cô sẽ kêu địa chính đo đạc cũng như là sẽ chấm móc rõ ràng cho anh chị và cô chú ha sổ thì à, hiện tại thì sổ nằm ở nhà anh chị ha sổ thì cô chú cũng không có vay mượn ngân hàng nếu như anh chị cô chú mua mà mình công chứng trong ngày cũng được hoặc là mình mua một tháng công chứng cũng được anh chị ha cái thế đất ở phía sau này thì nó hơi bị dốc lại một tí xíu sau này mình sở hữu về thì cái mặt tiền mình rất là dài cũng như là ở phía trước cũng rất là bằng thì anh chị có thể là mình xây nhà ở cái khoảng phía trên ha còn cái khoảng dốc dưới này thì mình có thể mình để mình trồng cây cũng như là mình tạo view Đó. có thể mình làm những cái bậc tam cấp Đó để mình đi xuống ha nói chung là Uh, thế đất của mình cũng hay hay ở phía trên này thì cô chú cũng, uh, cũng trồng một ít uh, ổi anh chị cũng được bao bọc rất là kỹ ha ổi thì uh, trái cây uh, cây cho trái rất là nhiều rồi uh, sau đây thì uh, xin mời anh chị cùng uh, xem sổ ha còn đây là thông tin về sổ sách của thửa đất anh chị uh, sổ cũ thì uh, diện tích là ba nghìn bảy trăm hai mươi sáu mét vuông Hình thức là sử dụng riêng, rất là trồng cây lâu năm ha. Còn khi mà làm thành sổ mới thì diện tích của mình sẽ là 3 sáu m 2 ha. Cái diện tích này thì khi mà mua bán anh chị về mình nói rõ với chủ để mình nắm bắt về cái diện tích ha. Còn đây là thông tin của quy hoạch của thửa Đất. Đó. Mặt tiền thì 50m, một cành thì 79m6, bên kia thì 83m5, ở sau thì 45m ha. Đó. còn đây là toàn bộ những hình ảnh trên phần lấy cam để cho anh chị và cô chú quan sát được cái quang cảnh xung quanh thửa đất vườn của mình cũng như là những cái khu tiện ích ha ở đây thì khu dân cư ở cũng rất là đông anh chị ha Đó. và ở đây thì mảng xanh rất là nhiều nên không khí cực kỳ là mát mẻ ha rất là thích hợp để anh chị cô chú mình về mình xây một cái nhà vườn để mình nghỉ ngơi nghỉ dưỡng cũng được tại vì khu vườn của mình thì đã có cây ăn trái rồi, có sẵn cây ăn trái rồi thì về mình chỉ cần là xây một cái căn nhà nữa thôi là ok anh chị. Rồi bây giờ thì tài sẽ di chuyển cái pha lê cam đi ra cái tuyến đường mỹ xuân ở giao hòa bình cũng như là quay quang cảnh xung quanh hai bên đường để cho anh chị và cô chú cùng xem ha. di chuyển cứ thẳng theo cái trục đường này thì mình sẽ ra tới trục đường chính. Ở đây thì mình có trường mầm non Hoàng Anh, rồi trường Trung học Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu ha, rồi trường Trung học Cơ sở Cao bắc Quát, rồi trạm y tế của xã Lăng Lớn. Rồi ra tới đây thì mình có những cái cửa hàng buôn bán đồ gia dụng cũng như là đồ thực phẩm phục vụ cho cái nhu cầu đời sống của bà con nơi đây. khu này thì nói chung là cũng gần với trung tâm của xã Lăng lớn đó nên tiện ích thì khá là đầy đủ anh chị ra tới đây thì mình rẽ qua hướng tay phải thì mình sẽ về trung tâm của thị trấn Hà Giao đó. đó. cái hướng này thì anh chị sẽ về trung tâm của xã Lăng Lớn à, xin lỗi là xã Lăng Lớn. Còn hướng ngược lại thì mình sẽ về trung tâm của thị trấn Ngài Giao. Từ vị trí của Thơ Đỗ Phương mà nếu như anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh về xem thì mất khoảng là tầm 60 km thôi. Còn nếu như anh chị ở thành phố Vũng Tàu hoặc là anh chị có nhu cầu đi biển Vũng Tàu thì mình mất khoảng là tầm 45 km ha. Cách biển Hồ Tràm một Cốc tầm khoảng là 30 km. Nói chung thì ở đây thì nói chung là tiền ít thì khá là ok và đầy đủ rồi đó ra tới đầu đường thì mình có trường học trạm y tế và bây giờ ta sẽ di chuyển cái phần ly cam, uh, tiến vào trong đất lại anh chị ha đó. ở đây thì uh, nói chung mà dân cư ở thì cũng cực kỳ là đông và hiện tại thì khu vực này thì tài thấy chưa có nước máy ha nếu như mà anh chị có nhu cầu sử dụng nước máy thì có thể là mình đăng ký nếu như mà ở đây có hệ thống thì hệ thống đường ống đường ống nước thì nhà nước sẽ kéo vào cho anh chị ha ở bên công ty cung cấp nước sạch người ta sẽ kéo vào cho mình Nó di chuyển thẳng theo cái trục đường này thì mình sẽ ra đường Bầu Chinh Nắng Lớn Đó, Từ vị trí này mà mình đi về tới Ủy ban Nhân dân xã Bầu Trinh Thì mất khoảng là 4km ha Cũng như là mình về tới quốc lộ 56 Khu vực này thì đa số người dân Người ta trồng cây ăn trái là phần nhiều anh chị Đó. Thổ nhưỡng của loài đất ở khu vực này thì cực kỳ là tươi sốt cũng như là phù sa màu mỡ nên là rất thích hợp để trồng cây ăn trái ha rồi bây giờ thì xin mời anh chị và cô chú cùng xem cái vị trí ở trên phần Google Maps ha và đồng thời tài sẽ dẫn anh chị đi tham quan một vòng ở khu vực này và cũng như là kết thúc video luôn ha rồi còn đây là vị trí ở trên Google Maps ha cái phần vị trí này thì anh chị kết nối số điện thoại của tài tài sẽ gửi thông tin sổ sách bản tách kế hoạch cũng như kèm theo vị trí để cho anh chị tham khảo thêm ha đối diện của mình thì có cái cảnh hồng thiết này rồi thẩm mỹ viện đó anh chị cái di chuyển theo cái trục đường này thì mình sẽ ra đường bầu trinh năng lớn đó. còn di chuyển hướng lại thì anh chị sẽ về đường mỹ xuân ngã giao hòa bình ở đây thì có trường học rồi những cái công ty lớn nhỏ phục vụ cho nhu cầu công an việc làm ở men chị ở khu vực này anh chị ha đó, mình ra tới cầu sông xoài cũng như là mình di chuyển theo cái đường võ văn kiệt thì anh chị sẽ về tới ngã ba mỹ xuân Đó, để về tới nút giao cao tốc long thành dầu dây ha nói chung vị trí của mình thì nằm khá là ok rồi cuối cùng thì từ ngay vị trí đất tài sẽ di chuyển ra những cái trục đường chính kết nối giao thông ở phường này cũng như là sẽ quay quan cảnh xung quanh những cái khu tiện ích những cái trường học trạm xá rồi nói chung là những cái trụ sở cơ quan nhà nước ở khu vực này để cho anh chị vào cùng xem ha Đó, ở đây thì điện nước dây wifi đầy đủ hết rồi anh chị và ở đây thì cực kỳ là an ninh anh chị ha Đó, ra tới đây thì mình sẽ ra tới trục đường chính mỹ xuân ở gia hòa bình rồi anh chị nói chung từ vị trí đất của mình mình di chuyển ra tới trục đường này thì cũng khá là gần đó, đó mình rẽ qua hướng tây phải thì mình sẽ đi vào trung tâm của xã Long Lớn, đó, ra tới đây thì mình có tập hóa rồi những cái uh, cửa hàng vật liệu xây dựng rồi nên anh chị, đó, sau này xây dựng thì mình có thể là mình mua đồ ở đây thì khá là tiền ha. Rồi thì video cũng khá là dài rồi, Tại cũng xin phép kết thúc phần giới thiệu từ đất vườn hôm nay tại đây ha. Cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú đã quan tâm và theo dõi cái sản phẩm ngày hôm nay. Thấy video hay bổ ích thì để lại cho tài xin một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh ha. Anh chị cô chú có đất chính chủ cần bán ở khu vực huyện Châu Đức thì liên hệ cho tài, tài sẽ sắp xếp thời gian cũng như đi quay bán cho anh chị ha. Anh chị thì nếu như anh chị nào có nhu cầu mà về mảng xây dựng thì liên hệ cho tài. Bên tài thì cũng nhận những cái mảng xây dựng từ nhà vườn cho tới biệt thự nhà phố luôn anh chị ha. Rồi, xin chào, chúc anh chị cô chú có một tuần làm việc thật là hiệu quả và thành công trong cuộc sống ha